Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị ở xã Tân Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, chắc hẳn người dân ở nơi đây không ai là không biết về câu chuyện kỳ lạ của cô Nguyễn Thị Ngôn, 41 năm không ăn, chỉ uống nước nhưng vẫn khỏe mạnh và khỏi hết các loại bệnh mà đến các bác sĩ cũng phải bó tay. Vậy thứ nước thần kỳ ấy là gì và liệu câu chuyện này có thật hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Câu chuyện về cô Nguyễn Thị Ngôn, sinh năm 1959, ngụ tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, pha muối, chanh, đường vào nước để uống suốt 41 năm qua, kể từ khi cô mới chỉ 23 tuổi. Cô Ngôn đi tu từ năm 16 tuổi và hiện không có chồng con gì cả. Năm 21 tuổi, cô Ngôn có một khối u ở não. Cô đi bệnh viện theo dõi rồi uống thuốc, nhưng dần dần một bên mắt của cô bị giảm thị lực, các bác sĩ ở bệnh viện trợ thấy đã chỉ cô rằng nếu bây giờ phẫu thuật thì cơ hội cũng chỉ có 50 50, tức là nếu có gì sơ sót xảy ra thì sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa. Nhưng vì cảm giác rất đau không thể chịu đựng được nên cô Ngôn quyết định sẽ làm phẫu thuật. Đến khi xét nghiệm máu để chuẩn bị thì lại phát hiện ra là bị bệnh ca máu. Một người bác sĩ đã nhận cô Ngôn làm con nuôi vì thương hoàn cảnh cũng như cảm thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ bị quá nhiều bệnh ông có dặn cô ngôn rằng tất cả các phương pháp điều trị theo đúng khoa học đã không còn hiệu quả thì giờ chỉ còn một cách duy nhất để cứu vãn cặp mắt đó là uống nước chỉ sau một tháng nó sẽ khôi phục lại dần dần sau này có lành bệnh thì cũng không được kể tên của ông ra vì các phương pháp điều trị bệnh của ông là không đúng khoa học và rất dễ bị người đời chỉ trích cô ngôn lúc ấy vô cùng tuyệt vọng với được sợi dây cứu mạng cô liền nghe theo trong vòng một tháng, cô về nhà và thực hiện đúng theo lời của ba nuôi mình dặn dò. Nhìn con gái cứ uống nước mà không ăn như vậy thì gia đình không cho. Cha mẹ đã ép cô ngôn phải ăn uống đầy đủ. Nhưng cả nhà cũng bất lực, không khuyên can được cô. Uống nước được 21 ngày, lúc ngủ dậy, cô bỗng thấy chữ Sài Gòn mờ mờ trước mắt. Cô mừng lắm, lại tiếp tục uống nước đến gần một tháng thì thấy thị lực của mình dần phục hồi. Khoảng chừng 3 tháng sau, tay chân của cô cũng bắt đầu có sức trở lại. Trong vòng 50 ngày, mọi bệnh tật của cô Ngôn đều thuyên giảm. Khi đến bệnh viện để chụp chiếu, thì khối u trong não đã tự động tan hết. Khoảng năm 53 tuổi thì cô Ngôn hết hẳn bệnh ca máu, cũng chỉ nhờ việc uống thứ nước này. Quá kỳ diệu, những người mắc bệnh hiểm nghèo giống như cô Ngôn cũng xin phương pháp trị bệnh nhờ cô hướng dẫn cách pha thứ nước có thể chữa được bệnh đó. Mỗi ngày, ngoài uống nước chanh pha muối và đường ra thì cô Ngôn còn uống sen kẽ, nước dừa, nước mía hoặc nước tam tươi. Công thức pha chế thứ nước thần kỳ được cô Ngôn chỉ cho là 8 muỗng cà phê đứng nâu, một chút ít muối hồng, đồng một lít nước đường và vắt thêm một nửa quả chanh. Mỗi ngày, cô đều đặn uống hết 10 ly nước như vậy và hoàn toàn không ăn bất cứ một loại thức ăn nào khác. Thậm chí có lần cô bị gian cắn, buộc phải nằm viện điều trị, các bác sĩ yêu cầu cô uống thuốc nhưng cô nhất quyết không chịu, mà chỉ uống thứ nước kia. Cuối cùng, họ đành báo tay và cho cô về nhà. Nhờ thứ nước thần mà sức khỏe của cô ngôn vô cùng tốt. Ngồi xổm hai tiếng không vấn đề gì cả, xương khớp chắc khỏe, làm các động tác như người vô tư dù đã ngoài 60. Phương pháp trị bệnh trên thực sự vô cùng kỳ lạ, thế nhưng việc chỉ uống nước lọc bình thường mà vẫn có thể tiêu tan được các bệnh là không có cơ sở khoa học trên thực tế những người bị bệnh càng cần nhận nhiều nguồn dinh dưỡng từ các thực phẩm để tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa các biến chứng khác do vậy trường hợp như cô ngôn vẫn là điều kỳ lạ mà chưa ai có thể giải thích được. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo đây cũng là một câu chuyện không kém phần độc lạ của bà Nguyễn Thị Lúa, 67 tuổi ở ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kể từ sau khi được cứu sống khỏi căn bệnh nan y, bà bắt đầu trở nên sợ cơm và gần 40 năm nay bà không hề đụng tới một hạt cơm nào nhưng vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Chi tiết cụ thể của câu chuyện kỳ lạ này ra sao, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Bà Nguyễn Thị Lúa, tên thường gọi là Út Lúa 67 tuổi, ở ấp danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thuở nhỏ, bà Út hay ốm yếu, vốn mắc bệnh gan, năm 28 tuổi, bệnh khởi phát, khiến sức khỏe bà suy sụp. May nhờ một bác sĩ giỏi tay nghề đã cứu bà thoát chết. Xong cũng từ đó, bà bắt đầu sợ cơm cho đến tận hôm nay. Khỏi bệnh, gia đình cố gắng bồi bổ cho bà mau chóng lại sức. Thế nhưng lạ một điều, mỗi khi bà đụng đến một hạt cơm, lại y rằng có vấn đề, Mỗi lúc và một vài miếng cơm là lập tức bà bị lên cơn đau bụng quằn quại và nôn thốc nôn tháo. Suốt cả một tuần lễ như thế nên từ đó bà đâm hoàng, hệ thay cơm là tự dưng sợ đến vã mồ hôi hột. Thời gian đầu không ăn được cơm, bà uống bột đậu xanh để sống. Được vài tháng, thấy ngán thì bà chuyển sang ăn bánh tét. Được khoảng 2-3 tháng nữa thì cơ thể của bà không tiếp tục dung nạp được bánh mà lại chỉ thấy thích ăn. Ổi, thời gian này kéo dài gần nửa năm. Sau đấy, cứ 2-3 năm thì cơ thể của bà lại đòi hỏi một thứ thực phẩm khác. Khi thì lương khô, mì gói, lúc lại là bột tinh chế, canh khoai từ vân vân, nhưng trung quy vẫn là những thứ không phải cơm. Thậm chí có tháng bà chỉ uống nước chanh, nước đường mà vẫn sống khỏe. Từ khi khỏi bệnh, sở thích ăn uống cứ biến đổi, nhưng công việc thường ngày của bà thì không có gì đổi thay. Khi mới 16 tuổi, bà đã là một thợ may có tiếng trong vùng. Thế đó, nghề này ít người theo nên khách hàng của bà rất đông. Một mình bà với nghề may vá này cũng đủ để nuôi sống cả gia đình, thời vàng son này kéo dài mãi cho đến gần 10 năm sau thời điểm bà tuyệt thực cơm. Nhiều khi vào mùa, đồ làm không xuể, ngồi suốt cả ngày lẫn đêm để may đồ cho khách, dù trong bụng không có lấy một hạt cơm thì bà vẫn không hề hấn gì. Một điều lạ hơn nữa là hiện nay khẩu phần của bà ngày một ít hơn trước, nhưng sức khỏe thì lại có chiều hướng ngày một tốt hơn. Cô Tô thị xem 53 tuổi, người cháu đã hơn 35 năm nay ở cùng và chăm sóc bà cho biết Hiện tại mỗi ngày, bà Út chỉ ăn có một gói mì, loại mì gói thông dụng hoặc một đĩa rau xanh không hề tăng số lượng. Cứ có mùi gạo là bà lại sợ tái mặt. Chuyện bà Út nhịn ăn, nhiều người trong xóm đều biết. Ông Sáu Chiến, nhà ở gần đó kể lại, bây giờ bà ấy khỏe hơn tụi tôi. Lúc trước, thời còn ăn cơm, trong bà Út rất yếu ớt. Mỗi khi nhà bà phơi lúa, gặp trời mưa là không cách gì trở tay kịp. Tôi và mấy người nữa phải chạy qua phụ. Thế nhưng bây giờ, tự tay bà ấy làm lấy hết rất nhanh gọn mà không phải nhờ đến ai. Vài năm trước, mẹ già còn sống nên bà Út ít đi đâu xa, còn bây giờ thì bà Út lại ít khi ở nhà. Vốn là một Phật tử nên bà thường đi đây đi đó, đến các chùa chiền tham gia những việc từ thiện. Khi thì bà ở Kiên Giang, Rạch Giá, lúc lại ở Bạc Liêu, Cà Mau. Ở huyện Hồng Sơn, tỉnh Bạc Liêu, nguyên quán của gia đình bà có ngôi chùa Hưng Long do cha bà lập nên. Nhiều người dân sống quanh đây cho biết, 6-7 năm trước, khi tiến hành trùng tu ngôi chùa, người ta thấy bà út hăng hái lao động, không khác gì một người thợ. Phụ mang vác gạch đá, lo cơm nước cho đám thợ, làm quần quật suốt ngày, thế nhưng bà không thèm ăn lấy một hạt cơm mà sức khỏe thì vẫn bình thường. Còn ở tại địa phương nơi bà sinh sống, nhiều người đã không còn lạ gì chuyện bà nhịn ăn. Hầu như tất cả các đám hiếu hỉ trong xóm, ấp đều có bà tham gia. Với thời gian, nhiều người biết nỗi khổ của bà nên việc tham dự đám tiệc đối với bà không còn là một cực hình như trước nữa. Đám tiệc nào bà cũng đều tới dự, chủ yếu là để trò chuyện. Theo bà, đó cũng là một cách để giữ trọn vẹn tình nghĩa với xóm giềng. Thưa quý vị, tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.